15 món ngon tuyệt cú mèo từ thịt dê. Không chỉ là đặc sản của Ninh Bình, ngày nay thịt dê còn là món ăn được nhiều người yêu thích và ưa chuộng. Thịt dê được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau, mỗi món có một hương vị đặc trưng và quyến rũ riêng. Cùng khám phá các món ngon từ thịt dê mà ăn một lần là bạn ghiền ngay đấy. Nếu đã quá chán với những món ăn quen thuộc, bạn có thể học chế biến thịt dê để đổi vị cho cả nhà nhé. 1. Dê nhúm mẻ. Đây là một trong những món ăn ngon và hấp dẫn từ thịt dê với cách làm đơn giản. Bạn chỉ cần cho dầu ăn vào chảo nóng phi thơm hành tím, sả, cà chua và cho mẻ vào đun sôi, sau đó nêm gia vị vừa ăn. Khi ăn thì bạn nhúng tái thịt dê vào và vớt ra đĩa, ăn tới đâu bạn sẽ nhúng tới đó. Thịt dê này được ăn kèm với bún tươi, cuốn thêm bánh tráng, khế, chuối xanh, dưa leo, rau sống chấm cùng mắm nêm là tuyệt vời. Dê ủ chấu. Dê ủ chấu nổi tiếng về sự thơm ngon đặc biệt. Nếu được thưởng thức món ăn này một lần, chắc hẳn bạn sẽ nhớ mãi không quên. Để chế biến món dê ủ chấu rất mất thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu có thể tự tay chế biến tại nhà chắc hẳn sẽ mang đến cho bạn nhiều điều thú vị. Dê núi sau khi cắt tiết được cạo lông sạch sẽ, nhồi lá xả vào bụng, phủ chấu lên toàn thân dê và đốt rơm. Nhờ hơi nóng của chấu, thịt dê sẽ chín om, da vàng rộm, tạo ra món tái đúng nghĩa. Dê ủ chấu thành phẩm không chín hoàn toàn, không mất nước, khi thái thịt xoăn thành từng lọ nhỏ ăn mềm, ngọt. Ba, chân dê hầm thuốc bắc. Trong thời gian gần đây, món chân dê còn gọi là rụng dê, tiềm thuốc bắc rất được yêu thích do món này có hương vị thơm ngon thanh mát, đồng thời có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đối với món chân dê tiềm thuốc bắc, công đoạn quan trọng nhất là nấu nước dùng. Để nước dùng thơm và ngon, người nấu hầm xương bò và gà trong khoảng 40 phút. Chân dê được chặt thành miếng, ướp sơ cho ngấm. Nguyên liệu cho món này gồm củ cải trắng, tàu hũ, nấm đông cô, thuốc bắc, hành tây thái mỏng, hành ta sắt khúc. Nước dùng sau khi nấu xong sẽ được vớt bỏ xương, cho chân dê vào hầm khoảng 30 phút. Lưu ý hầm vừa ăn, không quá mềm cũng không dai quá. Khi chân dê gần mềm, cho củ cải trắng, nấm, tàu hũ và các loại nguyên liệu, gia vị khác vào, nêm, nếm vừa ăn. Món chân dê tiềm thuốc bắc có thể ăn với mì hoặc bún. Món ăn có giá trị dinh dưỡng cao với vị mát ngọt. Đây còn là vị thuốc rất tốt cho xương khớp, ích khí huyết, an thần, tăng cường thể lực, lợi sữa cho các bà mẹ. 4. Dê hấp. Đây là một trong những món thịt dê quen thuộc và dễ chế biến nhất. Sau khi làm sạch thịt dê, bạn chỉ cần hấp thịt cùng với lá tía tô hoặc sả cho đến khi chín là xong. Khi ăn bạn có thể ăn kèm với sung muối, khế, chuối, dứa và chấm với tương bần hoặc mắm nêm đều ngon. 5. Nầm dê nướng. Nầm dê mua về sắt mỏng, rửa sạch, để ráo, ướp cùng tiêu xay, dầu hào, tương ớt, xà băm, tỏi, bột ngũ vị hương cho ngấm mới đem đi nướng. Món ăn được phái mạnh ưa dùng trong những buổi lai dai tiệc rượu cùng bạn bè. 6. Dê nướng mọi. Cách làm món thịt dê nướng mọi đơn giản nhưng lại khiến nhiều người thấy ngỡ ngàng trước vị ngon thơm của nó. Món ăn này khi chế biến chỉ cần đi ngang qua là mùi thơm của nó đã hấp dẫn vô cùng rồi ạ. Nguyên liệu sử dụng cho món này là thịt dê Ninh Thuận tươi và một số loại rau, gia vị đơn giản khác. Cách thực hiện: thịt dê rửa sạch bằng hỗn hợp muối, rượu trắng, gừng đập dập, ngâm trong khoảng 30 phút. Trong lúc ngâm nên bóp thật đều tay để thịt dê ra hết mùi hôi. Rau tía tô, húng quế rửa sạch, để ráo. Nghiền chao cho mịn, thêm tỏi, ớt băm nhỏ vào chén chao, thêm đường và bột ngọt vào, nêm, nếm cho vừa ăn là được. Khi ăn thì trộn thêm sa tế.
vớt thịt dê ra để ráo, thái thịt dê thành miếng vừa ăn, trộn mè và dầu ăn vào thịt. Sau đó nướng trên bếp than hoa, nên vừa nướng vừa ăn để miếng thịt được ngon hơn. Món này ăn kèm rau húng và rau tía tô, thích thì thêm dứa leo, khế chua tùy khẩu vị mỗi người. Chúc chị em thành công với món dê nướng ngọi này nhé! Bảy, dê hầm ngũ vị. Để có món dê hầm cực ngon này, bạn hãy thái dê thành miếng vuông khoảng 3cm và ướp cùng ngũ vị hương cho ngấm. Bước tiếp theo là bạn xào dê cho đến khi thịt dê săn lại, rồi đổ nước vào ninh nhừ cùng rượu trắng, khoai tây và cà rốt. Khi nước trong nồi trở nên song sánh là món thịt dê đã chín và có thể ăn được rồi đấy. Tám, dê nướng ngũ vị. Thịt dê thái miếng vừa ăn, ướp với tỏi, sa tế, bột nêm, đường và ít dầu ăn. Để khoảng 15 phút cho ngấm, sau đó xếp lên vỉ, nướng trên bếp than hoa. Ngày lạnh thưởng thức dê nướng ngũ vị xì xèo bên cạnh bản nướng cùng gia đình thì không gì bằng. Chín, canh sơn dược thịt dê là bài thuốc bổ dưỡng dành cho các mẹ bầu, người mới ốm dậy. Món canh được nấu từ thịt dê nạc, sơn dược, cà rốt cùng các vị thuốc bắc như đương quy, câu kỳ tử, xuyên khung, hoàng kỳ, gừng, táo đỏ, rượu. Sơn dược hay còn được gọi với những cái tên khác nhau như là hoài sơn, củ mài. Cây củ mài thường mọc hoang ở các vùng rừng miền núi. Nhân dân thường đào củ mài về cạo sạch vỏ, luộc, xào hoặc nấu canh ăn. Ngày nay, do nhu cầu dược liệu nên cây được trồng nhiều ở đồng bằng để làm thuốc. Cây củ mài thuộc họ dây leo quấn, thân nhẵn, hơi có góc cạnh, màu đỏ hồng, thường mang những củ nhỏ ở nách lá, rễ củ đơn độc hoặc từng đôi, ăn sâu vào đất đến hàng mét, hơi phình ở phía gốc, vỏ ngoài có màu nâu xám, thịt mềm màu trắng theo y học cổ truyền. Vị thuốc từ củ mài có tên là hoài sơn, vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, ích tâm phế, bổ thận, thường dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, chữa suy nhược cơ thể, bệnh đường ruột, tiêu chảy, lị, tiêu khát. Thịt dê không độc, có tác dụng trợ dương, bổ huyết, chữa lao phổi, người gầy yếu. Đặc biệt, rất tốt cho phụ nữ gầy yếu, ít sữa sau khi sinh nở. Thịt dê còn có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu, tăng thân nhiệt, giúp tiêu hóa thức ăn, chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú, nên thịt dê có ích trong việc chữa trị một số các bệnh làm suy giảm sinh lực của cơ thể như lao, viêm phế quản, hen suyễn. Củ mài và thịt dê là hai loại không chỉ dùng để làm thuốc, mà bên cạnh đó nó còn được dùng làm nguyên liệu để chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng nữa. Mười, dê xáo lăn. Đun sôi một nồi nước nhỏ có pha giấm, cho thịt dê đã thái lát mỏng vào trần qua. Vớt thịt dê ra, rửa sạch lại, để cho ráo nước rồi ướp với nước cốt dứa, bột cà ri, bột canh, hạt nêm và một ít tỏi, gừng, xạ. Xào cùng hành tây, tía tô, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Múc ra đĩa, rắc hành phi và lạc rang lên trên rồi ăn nóng, bạn nhé! Mười một, dê xào sa tế. Thịt dê được ướp cùng sa tế, dầu hào, giấm, đường, xả, ớt, bột năng ướp khoảng 20 phút. Bắc chảo lên bếp, phi thơm hành tỏi, cho thịt vào xào nhanh trên lửa to. Nếu thích có thể xào cùng với hành tây, ớt ngọt. Mười hai, dê xào thập cẩm. Thịt dê, cần tây, củ cải đỏ, mộc nhĩ, giá đậu, hành, tỏi, tất cả nguyên liệu thái nhỏ dưới dạng hạt lựu, trộn thêm với bột năng, rượu trắng vừa đủ. Món ăn được xào trong lửa to, chín tới để thịt mềm, ngọt và các loại rau củ được giòn và đẹp mắt.
13. Dê nê. Thịt dê thái hình quân cờ, to, không cần tẩm ướp gia vị. Miếng thịt sau khi chiên ngập trong dầu ăn sẽ giòn tan bên ngoài, tái hồng bên trong, kẹp cùng hương nhu, đinh lăng, húng, xả, chấm chao hoặc tương rất ngon. Dê tái chanh. Nguyên liệu chủ yếu cho món dê này là thịt dê tươi, có phần nạc dày và phần da. Dê sắp lát mỏng, nhúng qua nước sôi cho tái và bóp cùng nước cốt chanh, gừng, tỏi, ớt, tiêu, lá chanh thái sợi khi ăn kèm chuối xanh, xả, sung quả và chấm với tương bần rất hợp vị. 15. Cháo thịt dê. Thịt dê rửa sạch, để ráo, cắt mỏng, ướp muối, tiêu, mắm ngon, hành, gừng, phi thơm hành, xào chín tới, gạo vo sạch, cho vào nồi đất ninh nhừ, gần được cho dê xào và ninh cùng để thịt dê tiết ra vị ngọt. Khi ăn múc cháo ra tô, rắc thêm hành, rau thơm lên trên, ăn nóng.